centro, quien remata, Cristiano. ¡No! Tại vòng 1 Cúp Quốc gia Đức, Wolfsburg đã có cuộc tiếp đón đối thủ chơi ở giải hạng 4 là Preußen Münster. Trước một đối thủ yếu, nhưng thầy trò huấn viên Mark van Bommel chỉ có được kết quả hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào hiệp phụ, đội bóng này tung 3 cầu thủ dự bị vào sân và có thêm được 2 bàn thắng để ấn định tỷ số 3-1. Nhưng kết quả này không đủ giúp Wolfsburg giành quyền đi tiếp bởi họ đã dùng tới 6 quyền thay người. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Đức đã vào cuộc và đưa ra quyết định xử thua Wolfsburg với tỷ số 0-2. Ông Stefan Uberhuis, Phó Chủ tịch Tòa án Thể thao Đức cho biết Wolfsburg đã dùng quá số lần thay người được phép và họ phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hiện Bầy Sói có 24 giờ để kháng cáo với quyết định này, tuy nhiên cơ hội của họ là không nhiều. Giám đốc điều hành câu lạc bộ, ông Tim Schumacher chia sẻ rằng đội rất thất vọng và sẽ kháng cáo tới cùng. Phán quyết về kết quả trận đấu khác với cách trận đấu diễn ra là quyết định không công bằng. Chưa biết kết quả kháng cáo của Wolfsburg như thế nào, nhưng họ sẽ phải rất khẩn trương bởi ngày 29 tháng 8 tới sẽ là thời điểm diễn ra bốc thăm lịch thi đấu vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Ở một diễn biến khác, Paris Saint-Germain đã bán được hơn 1 triệu áo đấu của Lionel Messi chỉ sau một tuần đầu tiên. Cụ thể, sau khi Npulga đến với đội bóng nhà giàu nước Pháp, áo đấu của anh tại các cửa hàng của Paris Saint-Germain trở thành mặt hàng hot nhất và nhanh chóng cháy hàng ngay khi lên kệ. Với mức giá 150 euro mỗi chiếc, ước tính đội chủ sân công viên các hoàng tử và nhà tài trợ áo đấu của họ đã thu về số tiền khổng lồ, đủ để trả lương cho siêu sao người Argentina tới 2 năm. On Sports, trọn vẹn đam mê.